Cửa hàng hoa lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay bên cửa hàng bên con có một cái mặt hoa, nói chung là cũng đáng sưu tầm của chú. Và giờ kiếm cũng hơi khó đó. Đây là cái mặt hoa của dạng châu như. Và đây là châu như F1 nha cô chú. Châu như F1 nè, cánh hồng, mắt xước, môi tuyết. Mặt hoa cực kỳ đẹp cô chú. Và giá của nó rất là mềm để mình sưu tầm. Giá hạt châu như F1 nha cô chú. Cánh hồng, môi tuyết nè, mắt xước nha cô chú, cánh hồng môi tím mắt xước, mặt hoa rất là đẹp cô chú. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804 và địa chỉ cửa hàng nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và tới đây con xin giới thiệu cô chú hình cây của nó. Và đây là giò châu như F1, mã số đầu tiên nha cô chú, mã số là mã số 1. Và đây là hàng kỳ nha cô chú. Giá của cái giò mã số 1 này là 400 nghìn. Đó, nó có hai thân nè. Giá số 1 là 400, hai này vẫn còn đang đi ngọn nha cô chú. Xanh mướt luôn á, giá là 400 nghìn. Đây là giả hạt châu như F1. Hàng kỳ lên nha cô chú. Mặt hoa là hoa hồng, hồng mắt xước rất là đẹp. Giá của giò mã số 1 là 400. Và cái giò này thì cái thân của nó đang dài nhất á, là tầm khoảng gần 50 nè. Đây. Và thân ngắn này thì nó đang dài tầm khoảng 40 cm. Và giá của cái giò châu như F1 hồng này là 400 nghìn nha cô chú. Mã số đầu tiên là mã số 1, giá 400. Tiếp tục đây là giò giả hạt châu như F1, mã số của nó là mã số 2 nha cô chú. Nó có hai thân và giá của nó là 350 nghìn. Và thân này vẫn còn đang đi ngọn nè. Một thân dài nhất là 60 và một thân ngắn nó đang tầm khoảng 25 cm nha cô chú. Đây là mã số 2 và giá của nó là 350 nghìn. Đây là mã số 2, giá là 350 nha cô chú, mã số 2. Tiếp tục đây là mã số 3 nè cô chú. Chậu này thì đang có một thân, thân ú nụ luôn. Đó. Giá là 300 nghìn nha cô chú, đây là mã số 3. Nó được làm từ kỳ nha cô chú. Và đây là giò giả hạt châu như F1. Hồng mắt xước, có một thân đang đi ngọn. Và cái thân này nó đang dài tầm khoảng hơn 50 cm, nó khoảng 60 cm đó. Cây rất là dài luôn, đó. Khoảng 60 cm hơn. Và giá của giò này là 300 nghìn. Mã số là mã số 4 nha cô chú. Giá 300 nghìn mã 4. Đây là giò mã số cuối cùng của chú. Cái mầm ở đang bắt đầu nhú lên rất là khỏe luôn nè. Nó có một thân nhỏ như vậy. Và một thân lớn bên đây thì nó đã bắt đầu. Thân này lúc trước nó bị hư cái ngọn của chú. Và giá của cái này là 250. Này, cái vết hư này nó cũng đã lành rồi. Nó khỏe rồi rồi. Và đang lên mầm rất là sung nha cô chú. Và đây là chậu mã số cuối cùng, chỉ có khoảng 5 chậu thôi. Và giá của nó là 250 nghìn. Mã số cuối cùng nha cô chú, châu như F1 hồng, mã số cuối cùng. Giá là 250. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng hoa lan nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng hoa lan của mình xin chào cô chú.